Thưa quý vị, những thiệt thòi bất mát của hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam, dioxin trên địa bàn thành phố phải gánh chịu, khó có thể bù đắp được. Nhưng với mong muốn xoa dịu phần nào nỗi đau da cam, Hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin thành phố Đà Nẵng đã có nhiều phong trào hoạt động ý nghĩa được triển khai thường xuyên, tích cực, giúp đỡ các nạn nhân có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Phóng sự được thực hiện nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam ngày 10 tháng 8 1961, ngày 10 tháng 8 2022. Trong những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố đã tham mưu đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các ban ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nạn nhân da cam, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động xã hội nêu cao tinh thần tương thân tương ái, tích cực vận động gây quỹ trợ giúp những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh, trao học bổng cho con cháu nạn nhân da cam. Thực tế cho thấy, ngôi nhà Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố trở thành điểm tựa để các nạn nhân da cam ổn định cuộc sống. Mục tiêu của Hội nạn nhân da cam là làm thế nào đó để cho nạn nhân da cam luôn luôn có một cái cuộc sống tốt hơn, đỡ vất vả hơn. Thì Hội đã vận động trên 12 tỷ đồng để hỗ trợ giúp đỡ cho nạn nhân da cam. Và trong thực tế thì 2 năm qua thì 11 căn nhà được sửa chữa, xây mới và nâng cấp cho nạn nhân da cam, 350 suất trợ dưỡng thường xuyên với mỗi suất là 1.200.000 đồng, 90 suất học bổng và gần 100 suất là hỗ trợ về khó khăn, đột xuất khám chữa bệnh và gần 15.000 suất quà đã trao đến tận tay nạn nhân da cam. Hiện hội đang nuôi dưỡng bán trú hơn 120 trẻ nạn nhân da cam bất hạnh và khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng. Các em đến trung tâm được hỗ trợ phục hồi chức năng, đào tạo nghề may, vi tính, làm hoa, kết cườm, làm hương và dạy văn hóa. Khi đến tuổi trưởng thành, hội cũng hỗ trợ kết nối với các công ty doanh nghiệp và các dân bên ngoài để giúp các em tìm kiếm việc làm, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Thì mình cũng rất là cảm ơn lãnh đạo thành phố cũng như là các nhà hảo tâm, các tấm lòng thiện nguyện cũng đã đem tấm lòng nhân ái của mình đến chia sẻ, đóng góp trung tâm để có cái nguồn quỹ để mà chăm lo cho đời sống của các em ở đây. Mặc dù nhận được sự quan tâm chăm sóc thường xuyên, song do di chứng để lại nặng nề, dai dẳng, cuộc sống của một số gia đình có thành viên là nạn nhân da cam vẫn gặp nhiều khó khăn. Trên hành trình vượt lên nỗi đau hướng về phía trước của nạn nhân chất độc da cam luôn có sự hỗ trợ đồng hành của các cơ quan chức năng và cộng đồng xã hội. Qua những việc làm thiết thực đã tiếp thêm cho họ niềm tin và tình yêu cuộc sống, khát vọng và ý chí vươn lên hòa nhập cộng đồng.